vụ máy bay rơi trên vịnh Hạ Long tìm thấy thi thể nạn nhân thứ tư. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, 9 giờ 30 ngày 6 tháng 4, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ tư là nữ trong vụ trực thăng rơi trên vịnh Hạ Long ngày 5 tháng 4 sáng mùng 6 tháng 4, Trung tâm Truyền thông tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã sử dụng thiết bị bay không người lái để tìm kiếm từ trên cao, ra soát các đỉnh núi và mặt nước trên phạm vi rộng. Đến 11 giờ ngày mùng 6 tháng 4, có 4 trong tổng số 5 nạn nhân được các lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm thấy. Các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực phối hợp với các lực lượng của trung ương và địa phương khẩn trương tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn mất tích.